Vâng, quý vị thân mến, trong không gian âm nhạc và ánh sáng lung linh, quý vị chúng ta hòa mình với chương trình lễ cưới chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Những tấm lòng sự nhiệt thành của tất cả quý vị đang chẳng có tay giản dị, chúng tôi đã cảm nhận được những điều thật tuyệt vời mà quý vị đang gửi tới để tổ chức cho cô dâu chú rể. Cùng lúc này, cùng lúc là tình yêu thương, sự chân thành và sự chân thành cố dành tới hai con để cầu mong hai con của mình một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Chúng tôi mong tất cả quý vị chúng ta hãy hướng tên sân khấu của chúng tôi, hãy cùng với gia đình, cùng với bố để chúc mừng cho cô dâu chú rể trong thời khắc thật đặc biệt. Và một lời căn dặn, những yêu thương, sự bày tỏ trong đám cưới mà bố đang gửi tới chúc mừng cho hai con. Quý vị tiếp tục vỗ tay để chúc mừng cho thời khắc hạnh phúc nhất này được không nào? Xin cảm ơn quý vị và đặc biệt chúng tôi cảm ơn bố rất nhiều ạ. Thưa quý vị, sân khấu của chúng tôi bây giờ đây đó là cô dâu và chú rể. Trong mỗi một lễ cưới trọng đại thì giây phút trao nhẫn cưới một kiểu cưới. Và ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể cũng sẽ khẳng định với tất cả quý vị rằng hai bạn chính thức là vợ chồng. Và nghi lễ trao nhẫn cưới xin phép được bắt đầu. Quý vị biết rồi, đối với tất cả những cặp đôi trên cả thế giới này, khi họ đến với nhau, đôi nhẫn cưới sẽ được hóa trang để khẳng định với những người thân yêu, những người bạn bè, những người đồng nghiệp rằng họ chính thức là vợ chồng. Tại sân khấu của chúng ta, cô dâu và chú rể họ sẽ trao nhẫn và họ sẽ về trên một mái nhà và giây phút đặc biệt để khẳng định rằng họ là vợ và chồng. Dành cho cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị chúng ta